Từ giữa tháng 6, ca sĩ Hiền Thục trở về Mỹ. Tại đây, tình hình dịch bệnh được kiểm soát nên cuộc sống người dân phần nào trở lại bình thường. Đang mùa hè nên Hiền Thục rất hào hứng tận hưởng cuộc sống ở xứ cờ hoa. Hiện tại, nữ ca sĩ chưa vội trở lại công việc, dành thời gian nghỉ ngơi. Mỗi ngày, cô yêu thích tập yoga, tắm nắng. Một hôm khác, giọng ca yêu dấu theo gió bay hái những bụi mâm sôi, đã chín đỏ khắp khu rừng hay đóng giả ca sĩ Jimmy Nguyễn quay video tặng khán giả. Hiền thục, phải, cùng bạn bè đi du lịch nhiều thành phố nước Mỹ dịp này. Vốn đam mê du lịch, những chuyến đi càng giúp tinh thần nữ ca sĩ thêm phấn chấn sau thời gian dài Covid-19 bùng phát toàn cầu. Là người yêu cái đẹp, hiền thục đắm mình trong khu rừng xanh mát, lãng mạn mà cô đặt chân đến. Dịp này, chỉ mỗi hiền thục về lại Mỹ do đó, nhiều lần cô bày tỏ nỗi nhớ con gái ra bảo. Đêm qua mẹ mơ thấy em. Mẹ nhớ khóe miệng cười ngọt ngào, nhớ cái mùi thơm sữa thoang thoảng. Đâu ai biết mẹ nhớ em nhường nào. Đó, 19 tuổi rồi vẫn thơm hương sữa thôi, cô tâm sự. Ngoài việc chia sẻ về con gái, cô rất kín tiếng về đời tư của mình. Nhan sắc trẻ trung, cuốn hút và vòng eo con kiến của hiền thục ở tuổi 40. Anh Tuấn,